Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do Phòng Truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Sống kính sợ Chúa, nâng trên Kinh Thánh, Giê-rê-mi chương 52, câu 1 đến câu 2. Khi Sê-đê-kia lên làm vua, có 21 tuổi, trị vì 11 năm tại thành Jerusalem, mẹ vua tên là Hamuta, con gái của Giê-rê-mi, người Líp-na. Vua ấy làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Câu gốc của bài học là: ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Ti-mô-thê nhì chương 1 câu 5. Câu hỏi suy ngẫm: hai vị vua nào được nhắc đến trong phần Kinh Thánh này? Vì sao vua Sê-đê-kia không làm điều thiện giống vua cha? Bài học này giúp chúng ta sống với Chúa như thế nào? Kính thưa quý vị, hai vị vua được nhắc đến ở đây là vua Giê-hô-gia-kim và vua Sê-đê-kia. Cả hai đều là con của vua Giô-si-a, một vị vua tin kính Chúa, có lòng mềm mại, lắng nghe lời sứ trị từ Đức Giê-hô-va. Theo Giê-rê-mi chương 1 câu 3 và các vua nhì chương 22 câu 19, vua Giê-hô-gia-kim tên thật là Ê-li-a-kim, được vua Ai Cập lập làm vua vào năm 25 tuổi. Theo Giê-rê-mi chương 36 câu 1 đến câu 32, và trị vì Giu-đa 11 năm. Tên của vua có nghĩa là Giê-hô-va vẫn lập. Nhưng trong thời gian cai trị, vua lại làm nhiều điều ác ở trước mặt Chúa, như lìa bỏ Ngài, thờ hình tượng, sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân qua việc xây dựng nhiều lâu đài, đang khi dân chúng chịu sư cao thuế nặng từ Pha-rô-ôn, lại rất cứng lòng, chẳng hề chịu nghe lời tỉa sữa từ Đức Giê-hô-va để được tha thứ và phục hồi. Theo Giê-rê-mi chương 22 câu 13 đến câu 19. Tương tự như thế, vua Sê-đê-kia là vị vua cuối cùng của Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, con út của vua Giô-si-a và bà Hamuta. Tên của ông là Ma-tha-nia, được vua Nebuchadnezzar lập làm vua năm 21 tuổi và đổi tên thành Sê-đê-kia, có nghĩa là ngay thẳng với Giê-hô-va. Theo các vua nhì chương 24 câu 17. Ông được lịch sử nhắc đến là một vị vua cứng lòng, làm điều ác trước mặt Chúa và chẳng lắng nghe lời Đức Chúa Trời khuyên dạy qua các tiên tri của Ngài. Theo Sử Ký nhì chương 36, câu 12 đến câu 13. Câu 2 cho biết vua Sê-đê-kia làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Là con của vị vua tiên kính Giô-si-a, nhưng vua Sê-đê-kia lại không học theo gương vua cha mà lại bắt chước vị vua gian ác Giê-hô-gia-kim. Vì sao? Lý do chính là vì vua không kính sợ Đức Chúa Trời, không thấy việc ông được làm vua là do Chúa chọn để phục vụ Ngài và dân Ngài. Khi một người lãnh đạo không nhìn thấy ơn Chúa mà chỉ thấy quyền lực trong tay thì sẽ sống vô ơn. Người ấy rất thích bắt chước và cấu kết với những thành phần bất kính, dẫn đến cuộc đời không những hoàn toàn mất phước mà còn ảnh hưởng đến cả dân Chúa nữa. Chúng ta thấy một hình ảnh trái ngược trong Tân Ước. Đó là ông Ti-mô-thê. Ông có cha là người Hy Lạp, theo tôn giáo đa thần. Có mẹ và bà ngoại là người tin kính Chúa. Tạ ơn Chúa vì ông không bị ảnh hưởng nếp sống của cha, nhưng đã theo gương mẹ và bà để học lời Chúa từ khi còn thơ ấu. Ông sống kính sợ Chúa. Nhờ đó, khi được sứ đồ Phao-lô hướng dẫn, ông đã trở nên một mục sư phục vụ Chúa hết lòng. Xin Chúa cho chúng ta sống kính sợ Chúa và luôn ghi nhớ ơn Ngài, để cuộc đời luôn hữu dụng cho Chúa và cho nhiều người. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Chúa đã cho con nhiều gương tiên kính trong lịch sử hội thánh. Xin giúp con mỗi ngày noi theo đời sống tiên kính của tiền nhân, để con trở nên gương tốt cho con cháu con noi theo. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, đời sống thuộc linh của chúng ta đang chịu ảnh hưởng của ai? Biết ơn Chúa, kính sợ Ngài
sống đời hầu việc tó bày phúc âm, noi gương tiên kính tiền nhân, sống đời mẫu mực, giữ phần việc cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.